ta mình đang đứng ở khu vực khán đài A của sân vận động kia. Đây là những cổ động viên Ý đây. Họ đã đến cổ vũ cho các cầu thủ của Sơn La Nga. Trên khán đài đây. Là hai hot girl này. Các em đang đến cổ vũ cho không biết là các cầu thủ của Sơn La Nga. Xuân Mạnh đây. Đây là chụp ảnh cùng với người hâm mộ. Chạy đi.